Ăn một lúc bây giờ. Mọi người rất vui được gặp lại mọi người trong video hôm nay. Thì mấy hôm nay ở trên mạng xã hội đang rất là hot cái món chân vịt cay Tứ Xuyên, đặc biệt là ở trên TikTok có rất nhiều man review món chân vịt này. Vì vậy Vân cũng không thể bỏ qua được và đã cố gắng để mua được món chân vịt cay Tứ Xuyên để làm cái video review hôm nay ấy. Thì mọi người thấy là ở Việt Nam thì ở gần Trung Quốc thì mua những cái món ăn của nội địa Trung Quốc rất là dễ dàng. Còn Vân thì ở bên Séc cái khá là xa xôi, nhưng mà rất may là Vân cũng đã mua được để làm video này. Thì hôm nay Vân mua được 5 cái chân vịt này. Đây. Đấy, đúng chuẩn hàng không biết có phải nội địa Trung Quốc thật hay không là hàng ở đâu ra, nhưng mà thôi thì mình cũng cũng phải đu theo trend. Mọi người thấy mọi người review rầm rộ quá thì Vân cũng nóng ruột cũng hỏi. Thì may ra ở bên này có một cửa hàng bán đồ ăn vặt của Việt Nam ấy, thì may thấy là có hết tất cả các món đồ ăn vặt đang hot của châu Á, Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, gì cũng có hết, Thái Lan nữa. Rồi không dài dòng nữa, bây giờ Vân sẽ bóc thử với mọi người xem nhé. Với cái giá của cái chân vịt này thì trong gói này thì nó chỉ có một cái chân vịt thôi nha mọi người, một cái thôi ấy. Và nó có giá ở Việt Nam hình như tầm khoảng 10.000 Việt Nam đồng gì đấy, nhưng mà ở bên này là 30 kurun thì nó cũng tương đương khoảng hơn 30.000 Việt Nam thôi, cũng không phải là, thực ra định nói là không phải là đắt đỏ, nhưng mà một cái chân vịt này mà hơn 30 kurun thì cũng khá là đắt đỏ đấy mọi người. Vì ở bên này chân vịt chân ngai người ta có ăn đâu, người ta vứt mà. Nhưng mà thôi, người châu Á mình thích ăn những cái chân rồi là cái cánh ấy. Thì không biết là cái gia vị ở bên trong như thế nào, nhưng mà thấy ở bên này thì có. Đây mọi người thấy nhá, có ớt này, nó có ớt, có hồi, có quế. Và xem các gia vị của nó thì không biết nó nấu kiểu gì vẫn không rõ, nhưng mà bây giờ vẫn sẽ thử ăn, review cái món chân vịt cay này cho mọi người xem nó có đúng như là lời đồn không ấy, hoặc là hay là nó hot bởi vì những cái lời quảng cáo tự nhiên là cứ đua nhau review với mọi người thì là nó đắt hàng ấy. Bây giờ cái gói nó là hột chân không ấy mọi người, mà cái loại túi này cũng là túi bạc ấy chứ không phải là túi ni lông bình thường. Đây đấy mọi người thấy chưa, đó là một cái chân vịt. Thì nhìn nó không hề ướt át, nó rất là đấy, nó khô như thế này, nó không có gì ướt át cả. Đấy nhìn đi, không biết là có ra gì không. Đây, bây giờ mình sẽ thử luôn. Cái vị khá là ok đấy mọi người, nó rất hợp với khẩu vị của người châu Á mình. Và nó cay thực sự ấy. Rất là cay. Hình như cái này nó có hai màu, một gói màu đỏ thì nó sẽ cay hơn cái gói màu xanh ấy mọi người. Nhưng mà vẫn thấy vị rất là ngon nhá. Ngon nhá. Nó khác với những gì vẫn tưởng tượng. Vẫn nghĩ chắc là không ngon lắm đâu, nhưng mà nó ngon nha mọi người, và cay. Bạn nào không ăn cay được thì không ăn được nhá. Khá ngon. Trời, mặn ngọt cay. Bắt đầu ngậm cay. Ngậm cay đấy. giòn đấy mọi người, giòn sần sật, rất là ngon. Nó khác với những gì vẫn tưởng tượng ban đầu. Lúc đầu vẫn nghĩ chắc là không ngon đâu, nhưng mà bây giờ cái vẫn thấy ngon đấy. Mà cái giá 30 kudu này ăn được. Vẫn có hỏi bạn Vân rồi thì bạn Vân bảo là hơi mặn, nhưng mà bởi vì Vân là người ăn mặn, Vân thích ăn mặn mà, cho nên là Vân thấy hợp với Vân. Thực ra nó cũng không mặn lắm đâu, nhưng mà nó mặn, ngọt, cay, cái sự kết hợp rất là ngon. Vì Vân mới hiểu tại sao cái món này nó đang rất là hot ở trên TikTok á. Rồi mà kiểu chân vịt này không phải là vịt công nghiệp, mà kiểu nó nhiều thịt quá ấy. Nó vừa bé nhưng mà rất giòn, ngon, thơm, bùi. Ngon nhá. Rất là may nhá. Mình cứ nghĩ là ở bên Séc này không mua được. Thấy mọi người review ấm rồi cũng nóng ruột mà, bởi vì mình cũng là người hay ăn vặt đấy, là máy thay hỏi là có luôn. Bia nhá. Cái này uống bia rất là hợp với mọi người, bởi vì nó cay mặn ngọt. Ui à. Thì bia nó hợp lý hơn. Đấy. Bây giờ Vân sẽ ăn sang cái thứ hai. Thì Vân suy nghĩ là chắc là không ngon thì Vân chỉ mua 5 cái thôi, nhưng mà ngon thế này chắc là mai này bảo chồng mua tiếp. Đấy. Wow, đấy, rất là ngon. Ăn một cái. Mọi người thấy chưa? Đó. Cái gì mọi người. Bây giờ phải uống tí bia nhá. Làm tí bia vài phút. Ngon quá. Cái bia này bia tiệp với mọi người. Này, rất là ngon. Vẫn chồng hay mua về uống, vẫn uống ké. Ngon. Nó cảm cái đoạn này mọi người này giống như kiểu là cái thịt đông của Việt Nam mình ấy, món thịt đông ngày Tết đấy, nó có cái lớp kiểu như kiểu là mỡ hay gì nó đông lại ấy. Đấy. Nhưng mà cơm ăn thế này không hề có cảm giác là ướt át ở tay, và không hề có cảm giác là nó nhầy nhùa đó, ăn rất là kiểu nó giòn á. Đó. Món này nhiều kén cả tuyệt vời luôn đấy. Ra đồ ăn vặt nội địa Trung Quốc mọi người, nó ngon và nó hợp với khẩu vị của châu Á mình. Mọi người Cái thứ hai mình ngậm cái. Bia ngon quá. Chăm uống bia thì đẹp da. Phụ nữ mình uống bia thì nó đẹp da. Ăn một lúc bây giờ nó ngấm cay, chảy nước mũi mà nó rát lưỡi á, rất là cay. Bởi vì bạn nào không ăn cay được chắc là không ăn được món này. Ăn cay được thì rất là ngon. Vừa ăn vừa thịt ha, nhưng mà máy nó cay nhưng nó nguội ấy mọi người, chứ nóng mà ăn nóng mà cay kiểu này không ăn được. Ngon. Cay lắm luôn á. Vẫn thấy nhầm nhiều người vẫn hay kỳ hàng Trung Quốc, nhưng mà hàng Trung Quốc những cái hàng nội địa mọi người, hàng rất là tốt, kể cả đồ ăn cũng thế. Hàng rõ nguồn gốc thì nó rất là chuẩn, có tem mác, có hàng sử dụng, địa chỉ, mã vạch các thứ rõ ràng. Cay hóa cả mắt đấy mọi người. Mấy hôm nay thì các tiktoker, các youtuber đều thi nhau ra cái video review món chân vịt cay Tứ Xuyên này á. Vân cũng phải kịp thời. Cay. Ngon lắm. Không hối hận vì đã thử món này, không hề hối hận một chút nào. Rất là ngon. Nó cay. Cay hóa cả mắt luôn đấy mọi người. Mầm. Theo đánh giá của Vân ạ, cho điểm món này ạ, 10 trên 10. Ngon, rất là ngon. Bà Nam thích ăn kiểu cay cay, mặn ngọt đấy, món này quá hợp lý. Còn các anh Nam thích nhậu á, chuẩn luôn. Đây, nhậu bia. Này uống hơi nhiều bia. Ngon. Đây. Càng ăn về sau nó càng ngấm cay mọi người. À, cay quá. Ăn những cái thứ tư là rất là cay mọi người. Cay đi mọi người. Cay mà nó cái nó tiệt cả mùi luôn, nó ngạt không nói nữa luôn đấy. Thôi video của Vân hôm nay sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Nếu yêu quý kênh của Vân thì mọi người hãy Bấm like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông cho tất cả để đón xem những video mới nhất từ Vân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.